Trạng bonsai Phú Yên chào tất cả anh em. Bữa nay ngày 21 tháng 10, em giao lưu cho anh em một số cái cảnh các loại gồm có bạch chỉ, hồng vân yên trái, sam núi trái khai thác, hải châu, túc, sung và một cây linh sam. Giao lưu anh em. Mã số 1 là một cây linh sam nha anh em. Cái này linh sam ghép linh sam sông Hình nha. Cây lúa này, lúa rinh của nó này nha. Đây là cây ghép nha anh em. Đây cành già mịn hết rồi nha. Cốt đớ là anh em yên tâm nha. Cây được vô chậu đẹp hết nha. Nó bộ đớ rất đẹp nha anh em. Dòng linh sam thì hoa dường như là nó cho quanh em luôn nha anh em. Em đo cái quanh eo thân đây nè. Quanh eo gốc mà đây nha. Là 36. Quanh 36 nha. Chiều cao tính tới mặt chậu nè. Lên tới cái đỉnh đọt đây là 35 nha, ngang tàng là 47 nha anh em. Đó, cây linh sam mà số 1 giao lưu cho anh em là 370 bao ship nhé, 370 k bao ship. Cây lúa rất đẹp nha anh em, 370 k bao ship, bao chậu luôn nha. Anh em nào lái là em ship cả chậu luôn, 370 bao ship bao chậu. Rồi qua mã số 2 là một cây sung nha, cây sung dáng bonsai rất đẹp nha anh em. Đó, đường thân co lách rất là mềm mại nha, cây bồ đớ nè. Bộ đớ một cục luôn nha anh em, rất đẹp. Rồi em đo cái vành gốc của nó là nem 15 nè, vành gốc nem 15 nha. Vành thân trên đây là 19 cm nha anh em, vành thân là 19 cm, vành gốc nem 15, vành thân 19 cm. Chiều cao tính từ cái mặt chậu này lên tới đỉnh đọt là 30 nha anh em. Rồi giao lưu cho anh em là 230k bao ship nha. Cây co lách rất ngợ thật nha, 230k bao ship. Cái này anh em nào lái là em đẹp chậu, bao bao cẩn thận gửi cho anh em nha. Dòng sung này rất sai vẻ nha anh em. Rồi qua mã số 3 là một cây túc, túc búp đỏ nha anh em. Đó, dòng túc búp đỏ này, cây rất già nha anh em. Cây này dáng quen nhân, một cây trực trực rất quen nhân nha anh em. Cây tây cành các vật nuôi lại này nha. Tây cành rất là, cây này rất là già nha. Cây nó bỡ chậu nên là em vắn bâu luôn nha, vắn bâu lại luôn nha anh em. Rồi em đo cái vành thân đây nè, vành vành eo vô đây nha, vành eo vô đây là 40 nè. Cái vành thân trên đây là 35 nha. Chiều cao tính từ mặt chậu này lên tới cái đỉnh đọt là 70 nha anh em. Chiều cao là 70, ngang tàng là 55. Cây túc búp đỏ nha anh em, cây không bỡ bọng gì hết nha. Cây rất là ok, cây rất già nha. Cây này khá to nha anh em. Đó, cây già nè, cây rất là to nha. Giao lưu cho anh em là 900 bao ship nha. 900k em bao ship cây túc mã số 3 nha. Cây này rất nặng lên là tiền ship rất cao nha anh em. Cây rất là già. Cây này nó đang ra búp non rất đẹp nè. 900k em bao ship nha. Rồi qua mã số 4. Mã số 4 là một cây sam nha anh em. Cây này là cây sam hoa nha. Cây sam hoa vuông mọc bờ nè, bộ đớ nè. Đó, quay dàn xương cho anh em xem nè. Đó, cây rất già nha anh em, cây lùng lật, cốc lùng lật nè. Tì cành là già sạch kẽm hết nha anh em. Đó, cây sam hoa nha, rất to nha. Em đo cái quanh nè, anh em xem cái bộ đớ của nó nè, cây liền bờ hết nha. Em đo cái quanh của nó là 53 nha, quanh gốc là 53. Quanh thân đây tầm 8-9 cm nha anh em, tầm 9 cm nha, quanh thân 9 cm. Chiều cao tính từ cái mặt chậu này lên tới cái đỉnh đọt là 23 nha. Ngang tàng từ bên đây qua bên đây là 45 nha anh em. Đó, cây này già khô cây luôn nha. Cây sạch kẽm hết nha anh em. Cây sam hoa nha. Rồi giao lưu cho anh em là 500 em bao ship nha. 500k bao ship. Cây thành phẩm nha anh em. Cây này anh em nào lấy là em ship cả chậu luôn. 500 bao ship bao chậu. Rồi qua mã số 5 là một cây hải châu quen nhân nha anh em. Cây quay chắc lá cho anh em xem nè. Cây dòng lá rất là dày nha, dày bóng nha anh em. Dòng mà hải châu sông cầu nè, dòng lá cực kỳ đẹp. Cây này là một cây quen nhân nha. Đó, cây này là có cái co quen nhân rất là hay nha, co lách rất đẹp. Đó, cây bồ đớ nè, bồ đớ là trải điêu luôn nha. Cây này do mình trồng sâu, anh em giờ thay chậu là đưa bồ đớ nó cao lên chút nữa cho là đẹp nha anh em. Cây cành rồi là cũng đã định hình hết rồi nha.
Rồi em đặt cái vành thân này, vành thân là 13 cm nha, chiều cao tính từ mặt chậu lên tới cái đỉnh đọt của nó là 56. Cái này là có cái cành rớt từ ở trên cái đỉnh đấy nha, nó rớt xuống ở dưới là 42 nha anh em. Cái dáng quen nhằn rất là hay nha. Rồi giao lưu cho anh em là 400 bao ship nha, 400 cây bao ship cây Hải Châu mã số 5 nha, 400 bao ship. Rồi qua mã số 6 là một cây mini nha anh em, một cây mini tầng rin nè, dòng lá này chắc lá rất đẹp nha anh em, Hải Châu sông Cầu, cây tầng rin nè. Rồi cây này thì tầm bên cái thân là bên ngón tay nha, chiều cao tính từ mặt chậu lên đỉnh đọt là 22, ngang tàng là 30, cây tầng rin nha. Đó, giao lưu cho anh em là 200 bao ship bao chậu nha, 200 bao ship bao chậu. Rồi qua cây Hải Châu mã số 7, cây mọc cốt tăng rin này nha. Đó, mấy cây này là rất là già nha anh em, cây này là sẽ bung hoa cho vẻ hết nha. Rồi em đo cái van nè thì cũng bé ngón tay nha, chiều cao là 25, ngang tăng là 30, giao lưu cho anh em là 200 bao ship bao chậu nha, 200 bao ship bao chậu. Rồi qua mã số 8, một cây Hải Châu mã số 8, cây này cốt khá to nha anh em. Em về cái chắc lá nó cho anh em xem nè, cây dòng lá đẹp nha, nhỏ rất đẹp nha anh em, rất là sáng bóng nha. Cây này mọc cốt, cây này cũng mọc cốt giống quen nhân này nha anh em. Cây bồ đớ nè, rất to nha, cây này nó để cho trái rồi nha anh em, trái rất sai. Và em mới bấm giặt lại nè, trái sai và em bấm giặt lại, mới sửa tay cành lại nè nha anh em. Em mới spare cái tay cành nó lại nè, trái nè nha anh em, trái vẫn còn nè, dòng trái to, trái tròn, trái to nha anh em, trái cuối mùa nha, trái tròn, trái to nha. Cây cốt đớ nè, bộ đớ nó trải đều luôn nha anh em, cây này là nó lách nhẹ mà rất là duyên dáng nha, cây này nó rất là duyên dáng nha anh em. Bộ đớ nè, quay cái bộ đớ cho anh em xem nha, bộ đớ cái này rất là duyên dáng nha. Bộ đớ rất đẹp nha anh em. Rồi em đào cái vành thân này nha, vành thân này nha anh em, vành thân của nó là 23, chiều cao tính từ mặt chậu này lên tới cái đỉnh đọt của nó là 55 nha, chiều cao là 55, ngang tàng từ bên đây qua bên đây là 50 nha anh em. Cây này khá to nha, cốt không bở bọng gì hết nha anh em, cây một cốt không bở bọng gì hết nha, cây rất là duyên dáng nha anh em, tay cành mịn hết nhé. Rồi giao lưu cho anh em là 1.300.000 bao ship nhé, 1.300.000 em bao ship cây Hải Châu mã số 8 nhé, 1.300.000 bao ship. Rồi qua mã số 9 là một cây mini nha, cây thành phẩm, tay cành già mịn hết, cây đã chất hồ vẻ hết rồi nha anh em, dòng lá này Hải Châu sông Cầu nha anh em, lá rất đẹp nha, tay cành già mịn hết nè, cây bồ đớ nè, cây được vô chậu đẹp hết rồi nha. Rồi em đo cái vành gốc của nó là 24 nha, vành thân là 12 cm. Vành gốc 24, vành thân 12 cm, chiều cao tính từ mặt chậu lên đỉnh đọt là 22, ngang tàng là 30 nha. Cái này giao lưu cho anh em là 350 em bao ship nha, 350k bao ship bao chậu. Bên em là chậu xi măng là không có ship nha, anh em nào lấy là em đẹp chậu bao bao cẩn thận rồi cho anh em. Cái này còn mấy cái chậu đây là em bao chậu luôn nha, bao ship bao chậu luôn nha anh em, 350k bao ship bao chậu cây Hải Châu mini mã số 9. Rồi qua mã số 10 là một cây sam, cây sam trái khai thác nha anh em, sam trái khai thác. Cây này cơ thể nói là kín cây luôn nha, trái là đang chọt gì kín cây luôn nha, cái lượng trái rất là sai, dòng mà khai thác thì trái nó cực kỳ sai nha anh em. Đó, bồ đớ nè, bồ đớ rất là dựng dáng nha, đường thân nó lát lượng rất là ngồi thật nha anh em, tay cành già mịn hết, cây này sạch kém và tay cành là rất là mịn nha, cây này khá to nha. Một cây đổ rất đẹp nha anh em,
Rồi em đo cái vành, cái vành gốc của nó là 31 nha, vành gốc là 31 nha anh em. Đó, vành gốc nó là 31. Cái vành thân ở trên đây nha anh em là 7,5 cm này, chiều cao tính từ mặt chậu lên tới cái đỉnh đọt của nó. Chiều cao tính từ mặt chậu này lên tới cái đỉnh đọt của nó là 45 nha. Tàng ngang từ bên đây qua bên đây là 55 nha anh em. Tàng ngang là 55. Và cây này nó đổ từ ở trên đây nha, đổ xuống ở dưới đây là 70 nha anh em. Cây này là tàng đổ từ sau đây nha, nó đổ tán trước là 70 nha anh em. Cây này là một cây dáng đổ lỡ nha. Một cây đổ lỡ, còn gọi là giang hiền nha anh em. Cây này là cây đổ lỡ, gọi là giang hiền. Cây cành là già mịn hết rồi nha, cây sạch kém. Cây là trái là kín cây luôn nha. Này, cây cành rất là già và trái là cái lượng trái của cây này là rất khủng khiếp nha anh em. Rồi giao lưu cho anh em là 1.700.000 bao ship nha. 1.700.000 em bao ship cây sam trái khai thác nha. 1.700.000 em bao ship. Cây này anh em nào lấy là em đẹp chậu bao bao cẩn thận gửi cho anh em nha. Anh em giờ sang vô trong một cái chậu đẹp. Cây này rất là ok nha anh em. 1.700.000 em bao ship. Rồi qua mã số 11 là một cây hồng quân ăn trái nha. Cây rất già nha anh em. Dòng hồng quân trái ăn rất là ngon. Và mình chơi bonsai là dòng lá của nó nhỏ tròn rất là đẹp nha. Cây này một cốt hai thân. Bay nha em, cột bay này. Cây này là có một cái thân lũa đó. Dòng này gỗ nó rất là chắc nha. Anh em giờ đánh cái thân lũa đi chơi rất là đẹp nè. Cây đã sống khỏe và tay cành cũng đã đi một nước dây định hình rồi nha anh em. Cục bi nha. Rồi em đo cái vành gốc của nó là 40 nha. Vành 40, chiều cao tính từ mặt chậu này lên đỉnh đọt là 25. Ngang tàng là 45 nha anh em. Đó, cây hồng quân ăn trái, mã số 11. Giao lưu cho anh em là 250 em bao ship nha. 250k em bao ship. Rồi qua mã 12 là một cây bạch chỉ nha anh em. Dòng bạch chỉ thì quả ăn rất là thơm ngon nha. Cây này cái cốt của nó khá là to nha anh em. Đó. Một cốt. Một cốt lên xéo chốt nha anh em. Dòng này trái ăn rất là ngon. Cây này bộ đứa khá to nha. Cây này kết giật cấp rất là đẹp. Cây này tây cành làm ra cây rất là đẹp nha anh em. Bộ đứa rất khủng khiếp, cây rất to nha. Đó, cái vành gốc của nó là 60 nha. Vành eo thân đây này nha anh em. Vành eo đây là 60 nè. Chiều cao tính từ mặt chậu lên đỉnh đọt là 65. Cây đã sống khỏe nha anh em. Một đứa rất to. Cây này giờ vô dây được rồi nha anh em. Cây khá là to nên là nặng tiền ship rất cao nha anh em. Em giao lưu cho anh em là 400 bao ship. Cây này anh em nào lái là em đẹp chậu bó bầu cẩn thận gửi cho anh em nha. 400k em bao ship. Cây rất to nên là nặng tiền ship rất cao nha anh em. Rồi video của em đến đây là kết thúc. Anh em nào có xem video thì cho em xin một lượt đăng ký nhé. Rồi chào anh em.